Mình không thể tin được là một con đèn như này nó lại sáng hơn một con đèn như này. Mình sẽ hốt luôn một em về để kiểm chứng mới được. Eo ơi, trông nó bé tí thế này mà sáng cái nỗi gì trời. Đợi trời tối đem đi test thử một phát xem sao. Ok, trời tối rồi mấy bạn ơi, để mình bật đèn lên. Ui trời, nó sáng dữ thật mấy bạn à. Trông có bé tí thế thôi mà độ sáng lên đến 500 lumen lận. Đây là mức sáng yếu nhất nè. Còn đây là chế độ SOS. Tuy nhiên đèn này chỉ sáng ở diện rộng nên dùng để soi gần thôi, chứ nó không pha xa được đâu nha. Phía sau này còn có 500 để mấy bạn có thể đặt cố định lên trên các bề mặt. Mình có sạc đầy và test thử thì thấy pin dùng được khoảng 2 tiếng. Để mình tắt đèn cho mấy bạn thấy rõ hơn. Sau 2 tiếng thì đèn nó đã yếu lắm rồi. Nó chỉ còn sáng đủ để làm đèn ngủ thôi. Một con đèn bé tí như này mà sáng đến tận 2 tiếng thì mình thấy khá là ok rồi đó. Có chỗ để móc chìa khóa nữa nè. Mình nghĩ mấy bạn mà sợ bóng tối hay là đi chơi đêm thì cầm thêm một em đèn như này là hợp lý luôn á.